Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Lời Đức Chúa Trời là chân lý. Lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Ngài. Đúng vậy, có hoa rộng mà lời Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Vì chính Chúa Giêsu Ngài đã từng phán, có người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng con người chúng ta sống nhờ lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài vì lời của Chúa được chép ở trong sách Luca đoạn thứ 5 đã khích lệ và nhắc nhở chúng ta nhiều về bài học của những con người từng thất bại, từng gặp những sự nan đề khủng hoảng, mà sau đó được sự giúp đỡ của Đức Chúa Giêsu, mọi chuyện trở nên tốt đẹp, thành công và phước hạnh. Không những phước hạnh cho người đó mà lại phước hạnh cho bao nhiêu người khác nữa. Còn xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà vượt qua thử thách. Hãy chúng ta cần phải có một cái nhìn rằng phía sau của những sự khó khăn đó là một những phước hạnh ẩn dấu. Đằng sau của những cái sự mà thất bại về kinh tế sẽ có một cái phước hạnh thuộc linh. Phía đằng sau của những sự thất bại của con người là sự thành công lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời đó. Hầu cho chúng ta hiểu được câu chuyện này, chúng ta biết được những cái gì mà chương trình của Chúa trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta không ngã lòng, để chúng ta không bỏ cuộc, để chúng ta không thất vọng, để chúng ta không thối lui, mà chúng ta tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Bao nhiêu người tin chắc rằng chương trình của Chúa dành cho chúng ta là chương trình tốt lành? Bao nhiêu người tin chắc rằng chúng ta thất bại nhưng mà Chúa không bao giờ thất bại? Bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng kế hoạch chúng ta có thể sai nhưng mà đường lối của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta không bao giờ sai? Bao nhiêu người trong chúng ta hiểu được vấn đề Chúa cứu chúng ta là Chúa có chương trình đời đời trên cuộc đời của chúng ta? Cho nên khi quý vị và tôi gặp những sự thử thách, gặp những sự khó khăn, thậm chí là gặp những sự thất bại tạm thời, tôi khích lệ anh chị em hãy nhờ ơn Chúa mà vượt qua nó để đón nhận cái phước hạnh đời đời. Chúng ta còn nói là thất bại tạm thời để rồi phước hạnh đời đời. Amen. Thất bại tạm thời rồi nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ có phước hạnh đời đời. Amen. Câu chuyện ở trong sách Luca đoạn thứ 5 đã kỹ thuật về câu chuyện về ông Simon. Ông đã đánh lưới và ông ấy đã làm suốt cả một đêm. Ông ấy làm việc rất là chăm chỉ và ông ấy đã không bắt được bất cứ con cá nào. Và theo cái cặp mắt của ông, cái nhìn của ông, kinh nghiệm của ông và những người khác nhìn về ông trong thời đó là ông là người bị thất bại. Ông là người bị thất bại bởi vì sao? Không giỏi, suốt cả một đêm mà không bắt được con gì hết, tay nghề yếu quá. Thậm chí có một số người bảo là xui quá, không có được may mắn, có cái gì phạm tội đây cho nên làm ăn không được. Hãy kiểm tra lại sử xem cái tại sao lưới có bị rách chỗ nào không. Hoặc một số người bên người ngoài gọi là gì, đi đến cá mà không coi ngày, không coi giờ, không có tuổi nữa. Khi tôi và anh chị em giống như Simon Phi-e-rơ tại đây, làm một việc gì chưa thành công hoặc là chưa đạt được như những gì mà bao nhiêu người khác đã từng đạt, thì ngay lập tức cả hàng trăm lời tấn công, cả hàng lời chỉ trích và có những lời soi mói và định tội tôi và anh chị em. Sẽ có những cái sự định tội, sẽ có những sự lên án và sẽ có những cái sự miệt thị, rồi làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và ngã lòng. Nhưng hôm nay lời của Đức Chúa Trời được đưa ra để đem cho quý vị tiếp tục tin cậy vào chương trình của Chúa dành cho cuộc đời của quý vị. Lời Đức Chúa Trời hôm nay được đưa ra để cho quý vị thấy được rằng Chúa ơi, sức của con thì bị giới hạn, nhưng Ngài là đấng toàn năng Chúa.
con thì không làm được gì cả, nhưng mà Chúa có khả năng làm được tất cả cho cuộc đời của con. Chúa ơi, con có thể thất bại 5-3 con cá của đời này, nhưng con tin chắc rằng con sẽ có những con cá thuộc linh, con sẽ có những cái mẻ lưới thuộc linh, và những mẻ lưới đó mang tính cách đời đời và đời đời. Chúa ơi, tôi nói với anh chị em rằng nếu đêm hôm đó mà Simon đã đánh được một mẻ cá đến nỗi mà đầy thuyền, ông dư dật, ông giàu có, ông đầy đủ, ông quá phước hạnh, tôi e rằng ông không có thời giờ để tiếp Chúa Giêsu trong thời đó. Đúng không quý vị? Nếu mà đêm hôm đó mà ông được đầy cá thì sao? Ông bận rộn là gì? Lựa cá to, lựa cá nhỏ, lựa theo loại cá. Rồi ông làm gì? Bận phải bán cá, chia cá và chuyển cá đi chỗ nơi khác. Làm sao mà ông có thời giờ để nói chuyện với Chúa Giêsu? Mà chiếc thuyền của ông thì quá đầy cá rồi, làm sao mà ông để Chúa Giêsu bước lên chiếc thuyền đó được? Tại vì thuyền đã đầy cá rồi, mà Chúa Giêsu bước lên nữa thì e là chìm chắc, đúng không? Và ông sẽ nói là ôi Chúa ơi, con đã đánh được một thuyền cá đầy như vậy, mà ngày bước lên lỡ nó lật nó chìm thì đổ hết cá của con, ủng con suốt một đêm mà, rồi con sẽ lấy điều gì? Ông có nhiều lý do để ông từ chối Chúa lắm, nhưng chưa có cá. Amen. Con biết nó là cá của Chúa, chưa có cá. Chúng ta cũng nói là con cá của Chúa, con chưa có cá. Có cá của Chúa, con chưa có cá. Amen. Sẽ có cá. Sẽ có cá và còn nhiều cá nữa cơ. Amen. Mà cá đó là không phải là cá mà do con bắt, mà cá nó là do chính Ngài chỉ định con bắt nữa cơ. Amen. Cá đó là cá tuyệt vời. Cá đó là không phải là sản phẩm của con, ý của con, chương trình của con. Nhưng mà những con cá đó là ý của Chúa, chương trình của Chúa và sản phẩm của Chúa dành cho con. Một lần nữa quý vị có thể nói là con cả của Chúa con chưa có cá. Con cả của Chúa con chưa được thành công. Amen. Con cả của Chúa con chưa phải là tỷ phú. Amen. Cả của Chúa. Nhưng mà nói người bên nói nhỏ nhỏ với người bên cạnh này, chưa tỷ phú chứ không phải là không tỷ phú nha. Nói với người bên cạnh này, chưa tỷ phú chứ không phải là không tỷ phú. Amen. Chưa chứ không phải là không. Mình nói người bên cạnh này, chưa thành công chứ không phải là không thành công đâu nha. Amen. Chưa thành công chứ không phải là không thành công đâu. Amen. Tôi không tự tôi làm cho tôi thành công được. Tôi không khiến cho tôi trở thành tỷ phú được. Tôi không thể khiến cho tôi trở thành người nguồn phước được. Nhưng mà khi mà tôi hạ lòng xuống nhờ cậy nơi Chúa, mọi chuyện có thể được. Quý vị amen không? Amen. Amen. Và cảm ơn Chúa. Ông đã gặp những cái sự khó khăn, ông đã gặp sự thử thách. Bởi vì sao? Đã đánh lưới suốt một đêm mà không bắt được con gì hết. Tôi không hiểu có bao nhiêu cuộc đời đang cấp mật tại đây, đã nghe qua chương trình này, mà quý vị đã làm mấy mươi năm này, đùng một cái dừng lại 4 tháng dịch. Mình phát hiện được rằng sau 4 tháng dịch bắt đầu tay trắng và trắng tàn, không có tích lũy được cái gì trong ngân hàng, cũng chẳng có nhà riêng, cũng chưa có xe, và nói chung là tôi và anh chị em đang đứng trên chiếc thuyền không cá, đang đứng trên chiếc thuyền không có con cá nào giống như Phi Ar. Tâm trạng suy nghĩ rối bời, nhiều vấn đề cần được giải quyết mà chưa giải quyết, nhiều điều ước ao mà chưa thực hiện được, và đành nhảy ra khỏi thuyền, giặt lưới, rửa lưới, vá lưới, rồi tâm trí rối bời, mặc cảm, cảm thấy mệt sức, đuối sức. Những con người nào đã từng đánh cá biết, đi đánh suốt một đêm mà nếu mà có cá đó, vui vẻ phấn khởi á, cũng rất là hào hứng, nó quên được tất cả cái mệt. Mà đi suốt một đêm mà không bắt được con nào á, mệt nhân đôi, nhân ba và thậm chí nhân tới 10 nữa. Ở quê tôi ngày xưa thỉnh thoảng cũng đi tát đìa đó. Có những cái đìa, cái ao bụi vậy nè, rồi tát nước để bắt cá. Mà quý vị biết rằng họ tát đó, ngày xưa chưa có máy để hút nước, cho nên phải tát bằng cái thao, tát bằng cái gào, tát từ sáng sớm cho đến chiều mới hết cái đìa đó. Mà nếu mà tát xong á mà có cá đó
bắt được những con cá lóc bự, cá rô to và cá trê rồi là con lươn rồi, phấn khởi lắm. Thì bao nhiêu mệt nhọc nó biến mất tiền. Đựng được những cái rổ cá to to vào trong cái thau và cái rổ, cái giỏ, mừng lắm. Còn nếu mà đánh bắt tắt nước từ sáng cho đến chiều á, mà cuối cùng trong rìa nó không có một con cá nào, thì quý vị nghĩ tâm trạng như thế nào? Mệt vô cùng, nản vô cùng, và cảm thấy một cái điều gì đó thất vọng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong cái thất vọng của con người thì nó lé lên một hy vọng của Thiên Chúa. Trong cái sự thất vọng của con người thì luôn luôn có ánh sáng của hy vọng trong tình yêu của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Trong cái sự thất bại của chúng ta, nếu chúng ta có một cái nhìn, sẽ thấy rằng chương trình của Chúa dành cho Simon Phi-a-rơ là không phải chỉ bắt 5-3 con cá ở trên thuyền, trên biển hồ Galilê để rồi sống qua ngày một tháng. Nhưng mà chương trình của Chúa dành cho Simon và Phi-a-rơ là gì? Con ơi, thuyền của con không phải chở một vài con, mà thuyền của con phải chở đầy cá. Mà không những là đầy cá cho con, mà đầy cá cho những chiếc thuyền khác nữa con. Mà điều đó cũng chưa đủ nữa. Con không chỉ là chở cá về thực thể, lo về thực thể, nhưng mà con ơi, con sẽ trở nên tay đến lưới người, một con người chạy lưới người, và qua con mà đem nhiều người ra khỏi địa ngục, mà qua con mà đem nhiều người trở về thiên đàng cho Chúa. Amen. Và cảm ơn Chúa, đây là điều mà chúng ta sẽ thấy rằng sau khi thất bại về kinh tế, con người luôn luôn cảm thấy bị thất vọng. Sau khi bị chưa đạt được những điều về cuộc sống này, kinh tế này, con người luôn luôn bị mặc cảm. Sau khi mà chưa có thành công về một số về vật chất, con người bắt đầu cảm thấy tự ti và cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà quý vị ơi, hãy nghe tôi chia sẻ điều này. Chúa đã cứu quý vị và tôi, thì Chúa có chương trình trên cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Nếu quý vị đồng ý, quý vị nói amen. Con tin chắc rằng Chúa có chương trình trên cuộc đời của con. Tôi muốn nói với tất cả quý vị đang nghe của chương trình hôm nay rằng, quý vị ơi, đừng quá nặng, đừng quá mệt mỏi, cũng đừng quá mặc cảm, tự ti về những gì mà quý vị đang trải qua, những giai đoạn khó khăn, thử thách này. Nhưng tôi cầu nguyện cho quý vị có thể mở lòng ra, mở cặp mắt thuộc linh ra, để nhìn thấy chương trình và kế hoạch lớn lao đời đời mà Chúa đang dành cho cuộc đời của tôi và quý vị. Amen không quý vị? Hallelujah. Bạn sẽ làm gì trong những bước tiếp theo khi bạn đã bị thất bại? Bạn sẽ làm gì trong những ngày tới khi những ngày tháng dịch lệ trôi qua? Bạn sẽ làm gì khi bắt đầu những tin tức về những dịch lệ khó khăn khắp mọi nơi? Bạn thất vọng như bao nhiêu người khác sao? Bạn la lối âm sùm và bày tỏ một sự tuyệt vọng sao? Hay là bắt đầu bạn học nơi phía ra là gì? Chúa ơi, con thất bại về đời này rồi, bây giờ con thấy được con là người thiếu kém rồi, lại Chúa xin Ngài vui lòng bước vào trong thuyền của con, bước vào cuộc đời của con, xin Ngài dẫn dắt con những bước kế tiếp Chúa ơi. Amen. Hồi nãy giờ là tôi đang nói về cái sự thất bại, cái sự sức riêng, cái kinh nghiệm riêng. Và bây giờ tôi đang nói về bước thứ hai là kinh nghiệm sức thiên. Hồi nãy là bước đi trong sức riêng, bây giờ là bước đi theo sức thiên. Bước đi theo sức thiên là gì? Simon nghe Chúa Giêsu phán. Simon trả lời Chúa Giêsu. Và Simon hỏi Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trả lời cho Simon. Và Chúa Giêsu hỏi môn thuyền Simon. Simon mời Chúa Giêsu bước lên. Và khi Chúa Giêsu giảng dạy, Simon lắng nghe. Sau khi giảng dạy xong, Chúa truyền dạy Simon thả lưới. Simon trả lời là lạy thầy, con đã làm suốt đêm không được con nào cả, không được gì hết. Dẫu vậy, con cũng vâng theo lời của thầy mà con thả lưới. Và tiếp theo là gì? Simon chèo ra ngoài sau theo lời Chúa Giêsu dạy
và Simon đã quăng lưới, đã thả lưới. Đó là hành động theo sự dẫn dắt của Phước Thiên. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy tất cả con cá nó nằm chỗ nào. Vì Ngài là đấng tạo dựng ra biển muôn vật, và Ngài là đấng tạo dựng ra thế giới này. Ngài biết con cá nó nằm chỗ nào, và Ngài có thể khiến cả một đàn cá bước vào trong thuyền của Simon, dính lưới của Simon, hoặc một cách nào đó để cho Simon thấy được rằng quyền năng của Ngài là vô hạn, quyền năng của Ngài là không có gì sánh được, và Ngài có khả năng làm được tất cả những gì mà Simon đang khao khát, những gì Simon đang trông đợi, những gì mà bao nhiêu người thân của Simon đang mong đợi. Mà nếu Simon được dẫn dắt, được hướng dẫn từ nơi Chúa, Simon sẽ đạt được những điều mà ông cảm thấy tự sức của ông thì bất lực, mà Chúa cho ông thì ông đạt được tất cả những điều đó. Ông đã thả lưới. Cho nên điều tôi đang muốn chia sẻ cho quý vị hôm nay rằng Chúa muốn mỗi người trong chúng ta rằng nếu mà con ngã lòng trong ngày hoạn nạn á, thì sức lực con nhỏ mọn thay. Chúng ta đưa Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 24 câu số 10. Châm Ngôn đoạn 24 câu số 10. Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, sức lực con nhỏ mọn thay. Nếu mà con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, sức lực của con nhỏ mọn thay. Đừng có ngã lòng, đừng có bỏ cuộc, đừng có thối lui, đừng có cảm thấy là tuyệt vọng, nhưng hãy biết rằng Chúa có chương trình tốt lành cho tôi và anh chị em. Chúa nói với chúng ta ở trong Esai. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời trong sách Esai. Lời của Chúa muốn nói chúng ta điều gì? Mỗi người trong chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa, và Chúa nói thì Chúa sẽ làm trên mọi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta xem Esai đoạn 43 câu số 18 và 19 như sau. Esai 43 câu 18 và 19. Đừng nhớ lại những sự đã qua, đừng nhớ lại tất cả những sự thất bại đã qua, đừng có ôm ấp tất cả những sự thất bại của những ngày đã qua, cũng chớ nghĩ tới những đời trước, những cái sự mà đau khổ, thất vọng và mất mát của đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, ta chuẩn bị làm một việc mới cho con. Việc này nó sẽ hiện ra ngay, các con sẽ không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến nước chảy trong nơi sa mạc trên cuộc đời của con. Esai 43 câu 18 và 19. Chúa nhắc nhở mọi người trong chúng ta là con ơi, đừng quá đau đớn, đừng quá mệt mỏi, đừng quá thất vọng, đừng quá buồn phiền, đừng quá ôm ấp tất cả những quá khứ của sự đau buồn, những cái sự thất bại. Con ơi, con thất bại, nhưng mà ta có chương trình dành cho con là con sẽ thành công. Chúng ta có thể nói ngay trong giờ này, Chúa ơi, con sẽ thành công theo đường lối của Chúa. Con sẽ thành công theo ý muốn của Ngài. Amen. Amen. Con sẽ thành công theo kiểu mẫu của Ngài. Amen. Con sẽ thành công theo ý muốn trọn vẹn của ta, chứ không phải là ý muốn của con. Wow. Chúa muốn chúng ta hiểu được điều đó, để chúng ta không quá mệt mỏi, để cho chúng ta không quá âu sầu nghĩ về những chuyện của đời trước. Quý vị biết cuộc đời của tôi cũng đã bao nhiêu lần thất bại. Thất bại trong thể xác về sức khỏe, thất bại trong đường học vấn, thất bại trong công việc làm ăn, thất bại biết bao nhiêu điều trong lời nói, thất bại trong suy nghĩ, thất bại trong hành động. Nhiều cái sự thất vọng, thất bại quá chừng luôn. Từ thất bại sanh ra tôi bị thất vọng. Tôi bị thất vọng. Và từ thất vọng khiến tôi bị tuyệt vọng. Thành thật nói trước mặt anh chị em và có sự hiện diện của Chúa, bao nhiêu lần tôi muốn tự tử. Cái hồi trai trẻ, bao nhiêu lần cái tư tưởng tự tử nó đã ùa về tôi và nó xúi tôi phải chết đi. Cuộc đời của ngươi sinh ra là chỉ bệnh tật, cuộc đời của ngươi là khổ lắm. Vì hồi nhỏ tôi không biết, tôi nghe những người lớn gieo vào là gì. Tôi xin lỗi, tôi ngày hôm nay tôi tuổi con người chứ tôi không có tuổi con nào hết. Nhưng hồi nhỏ tôi nghe người ta nói là tôi là tuổi con trâu, tôi tuổi sửu á. Nhưng mà thật sự tôi là tuổi con người. Tôi nói tôi là tuổi sửu, tuổi con trâu á, tuổi này khổ lắm. Cuộc đời của tôi là khổ lắm, không có làm ăn chưa được. Tại vì sao? Tôi sinh ra năm 73 và 75 là đất nước thay đổi rồi. Khó khăn đến nỗi mà không có cơm để mà ăn, không có mà không có đủ nước cơm để mà uống nữa. Chỉ ăn ba cái đồ độn mà khổ vô cùng, đói vô cùng. Và 3 tháng bắt đầu bệnh hoài, bệnh tới mười mấy tuổi. Và sống ở trong lồng kiến, mà sống ở trong bệnh viện không biết bao nhiêu ngày.
Và sau đó gia đình tôi còn cái củi bằng sắt á, khung vào cho tôi nằm trong đó, sống lê lắc, sống quằn quại trong đó bao nhiêu năm tháng. Vừa rồi tôi về tôi gặp được mấy người chị, tôi chỉ tôi là đây là cái củi này, là hồi đó cái khung vậy nè, bằng sắt vậy nè, chiều ngang độ khoảng chừng 7 tấc, chiều dài khoảng độ chừng 1 mét. Và tôi nằm trong đó là bao nhiêu năm tháng quằn quại và đứng không nổi, đi không được, đau khổ vô cùng. Và nó gieo trong tư tưởng của tôi là tuổi con trâu rồi sinh ra đau khổ, sinh ra trong cái thời điểm rất là khó khăn về kinh tế, về chính trị, về nhiều vấn đề. Rồi cặp mắt của tôi có hổng nút ruồi hay là hổng nút ruồi lệ. Rồi phổi của tôi bị mổ, quý vị mới có lỗ mà lấy cái hàng lâu siêu vô mũ rồi vẫn còn. Rồi lớn lên bệnh nó đổ mình lé mắt. Rồi cái bú cổ càng ngày nó càng to, amidan nó càng bự. Rồi thận tôi bị hư. Rồi não tôi nó bị mất trí nhớ, tôi quên trước quên sau, đủ thứ điều hết. Quý vị mới thất vọng vô cùng, đâm ra tuyệt vọng. Và nhiều lần tôi muốn tự tử. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, trong cái chỗ mà tuyệt vọng nhất của tôi, trong chỗ mà tôi đã bị bế tắc nhất đó, thì tôi cảm ơn Ngài, tôi đã gặp được Đức Chúa Giêsu. Ngài là cứu Chúa trên cuộc đời của tôi. Và từ đó Ngài đã tha tội cho tôi. Từ đó Ngài đã chữa lành cho tôi. Từ đó Ngài đã huấn luyện và Ngài dạy dỗ tôi theo đường lối của Ngài. Và cảm ơn Chúa, từ đó tôi không còn dựa vào sức riêng để mặc cảm tự ti và thất bại nữa. Nhưng bắt đầu tôi nghe lời Chúa để bước đi trong sức thiên của Ngài. Và tôi đã kinh nghiệm sự tươi mới. Cảm ơn Chúa, bệnh tật không còn nữa. Cảm ơn Chúa, những cái nét mặt buồn bã thất vọng không còn nữa. Mà thay vào đó là vui cười và phấn khởi. Cảm ơn Chúa, thay vì phải đi bệnh viện, bây giờ chỉ đi nhà thờ mà thôi. Cảm ơn Chúa, thay vì ngồi đó và than thân trách phận, bây giờ mở miệng ra là cảm ơn Chúa và cảm ơn Chúa. Ngày xưa là chỉ biết xè tay xin người khác, bây giờ cảm ơn Chúa, Ngài dùng mình trở thành người nên bánh để chia sớt cho người đó. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài cái thương xót. Ngày xưa là cứ như mình đi đâu mình cũng bị khinh dễ bình thường, nhưng mà cảm ơn Ngài, ngày hôm nay mình đi đến đâu mình cũng được Chúa thương xót và Chúa sử dụng. Giữa cái mùa dịch như vậy rất là khó khăn. Mà hôm qua đã có một cái đám cưới cũng rất là sang trọng. Và cảm ơn Chúa, tôi cũng được dự, được mời để dự trong đám cưới đó. Và giữa bao nhiêu người dự rất là sáng láng đẹp đẽ, những người thành công, toàn những người rất là quan trọng. Mà cảm ơn Ngài, mình cũng được vinh dự mời lên để cầu nguyện cho buổi tiệc, cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho cô dâu, cầu nguyện cho chú rể. Và cảm ơn Chúa, mình được dự phần. Và sau cái bài cầu nguyện của mình tạ ơn Chúa, Chúa đã thương xót và mọi người đã có cái nhìn về mình một cách khác, bởi vì biết rằng mình là con người tin kính Đức Chúa Trời. Cho nên điều tôi muốn nói vào trên rằng bao nhiêu sự thất vọng của Phi-e-rơ, và Chúa muốn Phi-e-rơ là con ơi hãy quên về quá khứ, con hãy nhìn ta và con sẽ kinh nghiệm sự sống mới mà ta dành cho cuộc đời của con. Và tạ ơn Chúa, ngày xưa tôi cô đơn lắm, buồn chán lắm. Tạ ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa cho mình có gia đình, có vợ, vợ rất là thương mình cơ, có hai đứa con của mình rất là yêu mến bố cơ. Và cảm ơn Chúa, tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi cũng có hội thánh, hội thánh rất là yêu thương mình cơ. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho mình đã kinh nghiệm bước đi trong sức thiên, thì sẽ nhận được những điều phước thiên. Chúng ta cùng nói nè, được bước theo sức thiên sẽ nhận lãnh được phước thiên. Xin nhắc lại nè, ai bước đi theo sức thiên là sức của trời á, thì sẽ nhận được phước thiên. Chúng ta có khao khát được nhận được phước thiên không? Phước của trời. Và cảm ơn Chúa, tuyệt vời vô cùng. Điều tôi đang khích lệ ông bà chị em rằng sự khóc lóc thì đến chợ ban đêm, nhưng mà buổi sáng thì bèn có sự vui mừng. Chúng ta cùng xem lời của Chúa trong Thi Thiên 30 câu 5 và câu số 6. Chúng ta xem Thi Thiên đoạn thứ 30 câu 5 và câu số 6. Thi Thiên 30 câu 5 và câu số 6 được chép như sau: vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài thì có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn tôi nói rằng tôi chẳng hề bị rúng động. Hallelujah. Hỡi tất cả những người đang nghe chương trình hôm nay,
Một lần nữa trong lời hứa của Chúa rằng sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm trong cuộc đời của quý vị mà thôi. Chúng ta cùng nói rằng sự khóc lóc ơi, ngươi chỉ trọ trong gia đình ta một đêm thôi, trong một thời gian ngắn thôi. Sự khóc lóc, sự thất vọng, sự đau thương chỉ trọ trong gia đình của ta ngắn thôi. Nhưng mà Kinh Thánh bảo là gì? Nhưng mà buổi sáng bèn có sự vui mừng. Cảm ơn Chúa. Sáng nay vợ tôi cô Mỹ Hiền đã đọc rằng này là ngày Đức Giê-hô-va dựng lên. Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ trong ngày ấy. Amen. Hôm nay là ngày mới. Hôm qua là quá khứ. Hôm qua là quá khứ. Hôm nay là muốn gọi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn mọi người trong chúng ta, những gì của quá khứ, của đau buồn, của thất vọng, của đau thương, hãy nhờ ơn Chúa mà bãi bày nó đi. Và hãy vui mừng, welcome và chào đón những điều tươi mới mà Chúa đang dành cho tôi và anh chị em. Tôi đọc lại một lần nữa ở trong Thi Thiên 30. Và những người đã đưa Kinh Thánh lên thì chúng ta cùng nhớ đọc theo. Chúng ta cùng đọc chung 2-3. Vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài thì có trọn cả một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng thì bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn tôi nói rằng tôi chẳng hề bị rúng động. Tôi sẽ chẳng hề bị rúng động. Vì sao? Vì Chúa giúp đỡ cho Phi Error, cho nên Phi Error không bị rúng động. Tôi hỏi anh chị em một câu. Trong Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đã ghi lại từ sáng thế, sáng thế ký cho đến sáng khải huyền, những con người mà đã từng thành công, những con người được phước, những con người mà qua họ mà danh của Ngài được vinh hiển á, cuộc đời của họ có kinh nghiệm sự thất bại không? Quý vị chỉ cho tôi một con người nào đi, tôi sẽ chỉ cho quý vị. Abraham có bị thất bại không quý vị? Có. Ông bị thất bại, ông bị thử thách, ông bị khó khăn, nhưng mà sau đó ông đã kinh nghiệm Chúa và chính Chúa giúp cho ông. Ông trở thành người thành công. Dù ông có tuổi cao, tác lớn, ông già cái nào, nhưng mà Chúa cũng đã ban ơn chúc phước trên đời sống của Abraham. Kể cả Isaac cũng gặp những cơn đói kém, cũng gặp dịch lệ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã giúp cho ông sau cơn đói kém, sau khi dịch lệ, ông đã kinh nghiệm phước hạnh một cách dồi dào trên cuộc đời của ông. Amen. Tất cả những người đó đều Kinh Thánh ghi rằng họ rất là giàu, rất là sang, họ có tôi trai tớ gái bò lừa, và đặc biệt là họ đạt được những điều họ đang khao khát, là họ có những đứa con tình kính Chúa. Abraham đã đạt được, Isaac đã đạt được. Và tôi hỏi ông bạn em, thì Joseph có gặp khó khăn không? Quá chừng luôn. David thì sao? Daniel thì như thế nào? Nehemiah thì như thế nào nữa? Hãy xem follow, hãy nhìn Phi-e-rơ, hãy nhìn tất cả những người tin kính Chúa. Bước đầu họ cũng gặp rất riêng của họ, họ đã bị thất bại trong sức riêng của họ, nhưng họ đã được thành công trong sức thiền. Họ đã bị thất bại trong sức riêng mà họ đã được thành công trong sức thiền. Hỡi những người đang nghe lời của Chúa hôm nay, tôi cầu nguyện cho quý vị hãy nhờ ơn Chúa mà hãy bước theo sức thiền. Đừng dùng sức riêng mình nữa nha quý vị. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đã được đưa ra để giúp đỡ cho chúng ta biết rằng sự thất bại chỉ là tạm thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời có chương trình đời đời trên cuộc đời của bạn. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời trong sách Jeremy đoạn 29 câu số 11. Hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Hãy biết lời Đức Chúa Trời như là một sự lời sống động cho cá nhân của chúng ta hôm nay. Đừng để lời Đức Chúa Trời thành quá quen thuộc mà coi thường. Hãy đón nhận lời Đức Chúa Trời một cách tươi mới, một cách tươi mới. Lời của Chúa chép trong Jeremy đoạn thứ 29 câu 11 như sau. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Vì ta biết chương trình của ta hoạch định cho con là chương trình bình an và thịnh vượng, không phải tai họa và diệt vong. Ta sẽ kiến tạo cho các con một tương lai sáng sủa và một niềm hy vọng vững vàng. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Bao nhiêu người tin rằng lời Đức Chúa Trời là lời hằng sống? Hãy nhắc người bên cạnh một lần nữa, thất bại chỉ tạm thời mà thôi, nhưng mà chương trình của Chúa dành cho bạn và tôi là chương trình đời đời. Hãy nói điều đó đi.
thất bại chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng mà chương trình của Chúa dành cho tôi là chương trình đời đời. Đời đời và đời đời. Cảm ơn Chúa, Simon đã thất bại trong cái mẹ lưới của riêng mình, nhưng mà ông đã thành công trong mẹ lưới của Chúa. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Anh chị em ơi đừng nặng lòng. Anh chị em ơi đừng bỏ cuộc. Anh chị em ơi đừng thất vọng. Anh chị em ơi hãy bám chặt lấy Chúa. Anh chị em ơi hãy tin vào quyền năng của Ngài. Anh bà, anh chị em ơi, chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép trong Esai đoạn 54 câu 7 và câu 8 trước. Esai 54 câu 7 và câu 8, Chúa nói với chúng ta điều gì? Hãy nghe lời của Chúa. Esai 54 câu 7 và câu 8: Ta đã bỏ ngươi trong một lát hay là trong một lúc, nhưng ta sẽ lấy ân thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, lòng nhân từ đời đời á, lòng nhân từ lớn lao, ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hallelujah. Sự khóc lóc thì đến trọn ban đêm. Sự bỏ của Ngài thì chỉ có một lúc, một lát mà thôi. Nhưng ta lấy lòng thương xót và thâu ngươi lại, gìn giữ ngươi. Ta có chương trình đời đời cho cuộc đời của ngươi. Hỡi những người đang nghe chương trình hôm nay, chúng ta hãy vui mừng, hân hở, phấn khởi lên và biết rằng Chúa ơi, Chúa không bỏ con đời đời, mà Chúa chỉ đôi lúc con làm điều gì đó sai trật hoặc là có những cái sự thử thách, con chỉ tạm mà thôi, nhưng mà rồi con sẽ kinh nghiệm phước hạnh tìm lại Chúa. Biết bao nhiêu những cuộc đời họ đã kể về cuộc đời của họ. Họ kể khi nào? Khi họ là người đã thành công. Họ kể khi nào? Khi họ đã là những người kết quả. Họ kể điều gì? Họ đã kể về những gì mà họ đã từng trải qua những sự thất bại. Họ đã từng trải qua những sự thử thách. Họ đã từng trải qua những cái thời gian mà cay đắng nhất cuộc đời của họ, mà họ đã kinh nghiệm Chúa giúp đỡ ra làm sao. Những bài làm chứng của họ đã đem đến sự khích lệ, đem đến sự an ủi, đem đến phước hành và đem đến những sự nâng đỡ cho biết bao nhiêu con người khác. Có thể quý vị là những người đang ở trong tình trạng đó. Có thể là quý vị đang ở trong tình trạng khó khăn về sức khỏe. Có thể quý vị đang ở trong tình trạng khó khăn về kinh tế. Có thể quý vị đang khó khăn về hôn nhân. Quý vị đang gặp trục trặc về một vấn đề gì đó, về ngoại giao, về hội thánh. Nhưng mà quý vị ơi, hãy nắm lấy cơ hội hôm nay. Hãy biết chắc rằng Chúa ơi, con biết chắc rằng Chúa cho phép điều này xảy ra để sau này con sẽ có một bài làm chứng sống động để khích lệ bao nhiêu con người đi theo Chúa sau này. Amen không quý vị? Amen không? Và chính cuộc đời của chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đã cũng trải qua biết bao nhiêu sự thử thách. Nhiều lúc mình nghĩ, mình nói Chúa ơi, trong lúc vậy mà tại sao người đó không đến giúp mình? Chúa ơi, trong lúc mà con đã xây nhà nguyện mà con cần tài chánh biết dường bao, mà những người mà chúng con có thể hy vọng nhiều nhất, những người mà con có thể mong đợi nhiều nhất, mà họ là lãnh mặt, hoặc là họ có thể không đối xem, hoặc là họ có thể chơi tình vờ của mình, hoặc là có thể họ có mà họ đi bỏ chỗ khác, họ giúp chỗ khác mà họ không tìm giúp cho mình. Tại sao như vậy? Mình nếu mà nghĩ về xác thịt, mình sẽ giận. Nghĩ về xác thịt, mình sẽ bị cảm thấy bị tổn thương. Nghĩ về tại sao mà mình quá trung thành mà người ta lại chơi tình vờ của mình như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa đi, Chúa mới hỏi mình một câu rằng bây giờ con muốn người ta giúp đỡ cho con, để rồi con phải bị dưới sự điều khiển của họ lâu dài, hay là con muốn chính ta giúp đỡ cho con để con được tự do mãi mãi. Hallelujah. Hallelujah. Hãy thoáng tư tưởng ra đi. Hãy ngợi khen Chúa đi. Hãy ngợi khen Chúa trong mọi năng đề. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa có chương trình. Con người thì bỏ rơi con, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Con người thì không giúp đỡ cho con, nhưng mà Chúa luôn luôn giúp đỡ cho con. Con hãy tin vào Chúa và đón nhận những điều lớn lao từ nơi Ngài trên cuộc đời của con. Cho nên cảm ơn Chúa. Vì lý do đó Ngài mới phán một câu ở trong Esai 54 câu số 10 vậy: dầu núi có giờ, dầu đồi có chuyển, nhưng mà lòng nhân từ của ta đối cùng ngươi á không rời khỏi ngươi đâu. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót phong hiền thánh tâm hằng, hay là Đấng Giê-hô-va đấng thương xót hội thánh Sa-lôm nói rằng Ngài đã phán như vậy. Dầu núi có dời,
Dù đồ có chuyển, nhưng Ngài không bao giờ chuyển dời khỏi hội thánh Nixi. Ngài không bao giờ chuyển khỏi hội thánh Rafa. Ngài không bao giờ chuyển dời khỏi hội thánh Jire. Ngài không bao giờ chuyển dời khỏi những cộng đồng ở bên Vĩnh Lộc, cũng như là ở ngoài Hải Phòng, ở tại nơi Tân Bình, ở Bình Thạnh, quận 8, hay bất cứ nơi nào. Dù núi có dời, dù đồ có chuyển, nhưng mà lòng nhân từ của Ngài không bao giờ chuyển dời giữa vòng chúng ta. Không bao giờ chuyển dời. Chúa nói như vậy. Cho nên ta ơn Chúa, hãy bám chặt đến lời hứa của Chúa và tin cậy nơi Ngài, anh chị em ơi. Cảm ơn Chúa. Cho nên tiếp tục Chúa muốn nói chúng ta trong Esai 54, tôi đọc cho quý vị nghe, từ bắt đầu từ câu số 11 trở đi. Hỡi người đương cùng khổ, bị bão lung lay, mất sự yên ủi, này ta sẽ lấy đơn sơ lát đá người, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc, ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xếp ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều sẽ làm bằng đá quý. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn, ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kính ái, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Này, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì ngươi mà sa ngã. Hallelujah. Này, chính ta đã tạo thành ngươi thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng, và công chính ta sẽ tạo thành để phá diệt, đặng làm sự phá diệt. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi chẳng được thành lợi. Chúng ta còn nói là phàm binh khí chế ra nghịch cùng con chẳng được thành lợi. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng con chẳng được thành lợi, chẳng được thành công. Binh khí khó khăn về kinh tế, binh khí về khó khăn về hôn nhân, binh khí khó khăn về những sự thất bại, binh khí chế ra nhiều vấn đề mà bệnh tật sẽ không được thành lợi, bởi vì ta là đấng giúp đỡ cho ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa. Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét bỏ ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tới Đức Giê-hô-va và sự công bình mà ta đã ban cho họ. Cho nên chúng ta tin chắc rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, Chúa không bao giờ lìa chúng ta. Trong sự thất bại của chúng ta, nếu chúng ta hạ lòng xuống, chúng ta sẽ thấy sự thành công của Đức Chúa Trời. Phần cuối cùng tôi muốn học qua anh chị em rằng, phần thứ nhất là chạy sức riêng, phần thứ hai là đi theo phước sức thiên, và phần thứ ba là phước hành cho những kẻ nào đi theo phước thiên, đi theo sự dẫn dắt của thiên đường. Phần thứ ba, chúng ta thấy Simon như thế nào quý vị? Ông đã vâng lời Chúa, ông đã thả lưới và ông đã được đầy cá. Và qua ông là gì? Nhiều người khác. Kinh Thánh chép như thế này: khi Ngài phán xong, biểu Simon rằng hãy chiều ra ngồi sau, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Do vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra và gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bọn kia đến chở đầy cá, đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phêrô thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đến cá giường ấy nên Simon cùng những người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Câu số 10 là câu quan trọng. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Chúng ta cũng nói là đừng sợ chi, đừng sợ chi. Đó là lời của Chúa Giêsu đang phán cho mỗi người trong chúng ta. Đừng sợ chi, đừng có sợ gì cả. Từ nay trở đi, kể từ đó ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người, tay chài cá người.
Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã biến từ thất bại của Simon trở thành thành công ông. Ông đã thất bại tạm thời, nhưng ông đã thành công đời đời. Ông đã thất bại trong cái mẻ lưới riêng của mình, nhưng ông đã thành công trong mẻ lưới của Chúa. Ông là người trước đây là âu sầu buồn thảm, bây giờ ông đã trở thành niềm vui, hạnh phúc và chia cho các bạn khác cũng được phước nữa. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đang khích lệ mỗi người trong chúng ta. Cho nên điều tôi đang khích lệ quý vị, tôi đọc cho quý vị nghe một câu nữa ở trong Esai 55 câu 8 và câu số 9. Esai 55 câu 8 và câu 9 đang khích lệ tôi và anh chị em điều gì? Chúng ta sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời, để rồi mỗi người trong chúng ta được mạnh mẽ, được vững vàng trong lời của Chúa, để chúng ta không ngã lòng. Esai 55 câu 8 và câu 9, Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng của các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối của ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Cảm ơn Chúa, đường lối của Chúa, kế hoạch của Chúa dành cho Simon Phi-e-rơ là đời đời. Simon Phi-e-rơ là trở thành nguồn phước. Simon Phi-e-rơ không phải chỉ người chỉ bắt cá, ăn cá, sống tạm với mấy con cá rồi chết trên thuyền đó. Nhưng mà Chúa đã biến Simon Phi-e-rơ đã trở thành tay đánh lưới người và đánh lan rộng ra và cứu cả 3.000 linh hồn trở lại với Chúa. 3.000 linh hồn thoát khỏi địa ngục và 3.000 linh hồn được cứu lên thiên đàng. Mà một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, mà 3.000 linh hồn thì quý vị nghĩ như thế nào đây? Qua ông mà mấy người què vậy nè, què 40 năm rồi mà ông cầm tay ông đỡ lên một cái có thể đứng lên và đi được. Qua ông mà có thể bà kia là bà Đô Ca kia chết đi rồi mà ông cầu nguyện sống lại được. Mà qua ông đã viết được sách Phi-e-rơ nhất, Phi-e-rơ nhì để cho chúng ta đọc cho đến ngày hôm nay 21 thế kỷ rồi vẫn còn hay, vẫn còn được phước. Bao nhiêu người trong quý vị mỗi lần đọc sách Phi-e-rơ quý vị được phước? Bao nhiêu người trong quý vị mỗi lần nghe giảng và giảng về cuộc đời của Phi-e-rơ quý vị được khích lệ? Hãy đọc trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, một Phi-e-rơ, một con người mà Simon là cái sẻ yếu đuối và Chúa biến trở thành Phi-e-rơ một viên đá qua ông mà đem khích lệ cho biết bao nhiêu con người khác. Cho nên điều tôi muốn nói anh chị em rằng vượt qua thử thách để kinh nghiệm phước hạnh đời đời. Phía sau của những sự khó khăn tạm thời này, quý vị và tôi sẽ thấy một phước hạnh đời đời Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Như câu người ta vẫn thường nói, ở cuối đường hầm chúng ta sẽ tìm được ánh sáng. Sau những sự khó khăn, sau những sự thất bại, sau những ngày tháng mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi với trần đời này, chúng ta sẽ gặp được những điều thiêng liêng của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Là con người ai cũng sẽ trải qua những ngày tháng khó khăn. Chúng ta đã kinh nghiệm sự gian nan, thất vọng, thất bại, mệt mỏi trong thể xác, trong tinh thần, trong hôn nhân, trong công việc làm và nhiều điều khác nữa. Nhưng chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa học theo lời của ngày hôm nay. Chúng ta đừng vội vàng, chúng ta đừng nản lòng, chúng ta đừng có bỏ cuộc. Và nhờ ơn Chúa mà chúng ta sẽ bám chặt lấy Chúa, tin cậy nơi Chúa để vươn tới tầm cao hơn, những điều gì thiêng liêng hơn, những gì phước hạnh hơn, những gì giá trị hơn mà chính Chúa dành cho một cuộc đời của chúng ta. Chúa cứu vớt cuộc đời của bạn và tôi, Chúa có chương trình đời đời cho mỗi người trong chúng ta. Hỡi quý vị ơi, là những con người đang nghe qua lời của Chúa hôm nay, quý vị biết rằng Chúa đang có ý định của Ngài dành cho chúng ta là đời đời, không phải là tạm thời đâu. Hãy nhờ ơn Chúa mà vượt qua thử thách. Hãy nhờ ơn Chúa mà kinh nghiệm những phước hạnh thiêng liêng mà Chúa Giêsu đang dành sẵn cho tôi và anh chị em trong kế hoạch, trong đường lối và trong ý muốn đời đời của Ngài dành cho chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta. Simon đã trở thành tay đánh lưới người thế nào, Simon trở thành nguồn phước thế nào, thì Chúa cũng muốn quý vị và tôi cũng kinh nghiệm và được giống như vậy trong đường lối và ý muốn của Chúa. Tôi làm chứng một chút xíu. Tôi cảm ơn Chúa. Sau khi mà Chúa đã tha tội cho tôi, sau khi mà Chúa đã cứu tôi, và cảm ơn Chúa, Ngài đã thương xót, Ngài xóa đi quá khứ của mình, Ngài chữa lành đi hết bệnh tật cho mình, Ngài cắt đi tất cả những sự mặc cảm tự ti qua khỏi cuộc đời của mình. Và tạ ơn Chúa, Ngài đã sử dụng mình trở thành niềm vui, hạnh phúc, khích lệ và an ủi cho biết bao nhiêu con người khác nữa. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho quý vị nghe lời của Chúa hôm nay. Quý vị sẽ bám chặt lấy lời của Chúa, đi theo tiếng gọi của Chúa, và quý vị nói với Chúa rằng: Chúa ơi,
con sẽ không bước đi trong sức riêng nữa, mà con bước đi trong sức Thiên. Và Chúa ơi, con không những kinh nghiệm phước hạnh tạm thời, nhưng mà con sẽ khao khát, con nhận lãnh những phước hạnh đời đời. Và con sẽ trở thành tay đến lưới người, con sẽ là những con người nhận phước Thiên của nơi Chúa, và qua con mà đem phước Thiên đó rải cho bao nhiêu người khác cũng nhận phước Thiên giống như con. Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện ngay trong giờ này. Xin mọi người chúng ta đứng lên cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.